for me, the English test is quite easy, and I'm really happy and excited, and I'm really looking forward to my English score. Vâng, thưa quý vị, đó là cảm xúc của một trong hơn 105.000 thí sinh vừa hoàn thành bài thi môn tiếng Anh kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội. Em có thể đánh giá về mức độ khó dễ của đề thi tiếng Anh năm nay không? Đối với em thì bài thi khá là dễ, và em nghĩ là đối với các bạn thì nó cũng khá vừa sức, nên là em tự tin là bài thi này em được 9,5 trở lên. Đề thi năm nay thì em nghĩ là nó cũng phù hợp để với trình độ của các bạn, để cho học sinh trung bình khá có thể làm được, với cả là có một số câu khó hơn một tí thôi, chắc là để phân loại. Em dự đoán em được khoảng 9 điểm vì có một số câu ở phần phát âm em vẫn còn chưa chắc chắn lắm. Nói chung thì đề năm nay kiểu nó cũng không có khó, nhưng mà kiểu bắt buộc phải cẩn thận ấy chị. Em sai mấy cái chỗ mà không cẩn thận lắm á. Kiểu các bạn đánh giá sẽ được này sẽ điểm sẽ khá là cao ấy. Bởi kiểu nó kiểu cũng dạng là đa số là kiến thức cơ bản rồi. Nhưng mà nếu mà kiểu một số câu sẽ bị đánh lưu ấy chị. Nên là theo em thì năm nay nó ổn, khá là cao ạ. Em nghĩ là đề thi năm nay không có, em tự tin thể đạt điểm 10. Như vậy, thí sinh tại Hà Nội đã kết thúc ngày thi đầu tiên kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm 2024 sau khi hoàn thành hai bài thi là môn ngữ văn và tiếng Anh. Sáng mai ngày 19 tháng 6, thí sinh sẽ làm bài thi cuối cùng là môn toán, thời gian làm bài 120 phút.